Kính chào quý phụ huynh, các bạn, các con học sinh. Hôm nay cô sẽ tiếp tục quyển sách Bé học vần dành cho các bé chuẩn bị bước vào lớp 1. Bài học ngày hôm nay là bài số 5. Bài số 5, chúng ta sẽ học âm cờ và âm o. Đây là âm cờ. Chúng ta cùng nhau đọc lớn nha. Cờ, cờ, cờ. Đây là hình ảnh của con cò đó các con. Cờ, o co, huyền cò, cò. Cờ o co huyền cò, cò. Chúng ta cùng nhau đọc lại nha. Cờ o co huyền cò. Âm o, âm o. Chúng ta cùng đọc lớn lên. Âm o, o. Bờ o bo huyền bò, bờ o bo huyền bò, bò. Bờ o bo huyền bò, bò. Bờ o bo huyền bò, bờ o bo huyền bò, bò. Chúng ta cùng đọc nhanh nha. Bờ em bé sắc bé, bờ o bo huyền bò, bé bò, bé bò. Lò o lo huyền lò, cò o co huyền cò, lò cò. Chúng ta đọc lại, lò cò. Cô cô hỏi cổ, cò o co huyền cò, cổ cò, cổ cò. Bây giờ chúng ta nhìn vào và đọc luôn nha, chúng ta không đánh vần lại. Bé bò, bé bò. Lò cò, lò cò. Cổ cò, cổ cò. Phụ huynh thân mến, phụ huynh, có một số phụ huynh hỏi chúng ta đánh vần từ cò có thể đánh vần o cờ o co huyền cò hay không. O cờ o co huyền cò, đây là cách đánh vần không sai, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã cải cách, chúng ta không đánh vần o cờ o co huyền cò nữa. Ví dụ ta đánh vần o, các con viết o trước rồi mới cờ o co huyền cò. Vô tình các con viết ngược, các con viết từ phải sang trái, các con viết âm o trước rồi mới âm cờ sau. Như vậy là không được, không đúng, các con lại viết ngược. Nên chúng ta nên cho bé học thuộc các chữ cái và các bé đánh vần trực tiếp vào luôn. Cờ o co huyền cò, cờ o co huyền cò, cò, cờ o co huyền cò, cò. Bây giờ cô sẽ chuyển sang cái phần tập tôn. Tập tôn chữ G và chữ O. Các con nhìn vào ha. Đây, âm G, chúng ta bắt đầu từ đây, dấu mũi tên kéo xuống. Chúng ta kéo xuống đến hết. Các con nhìn có rõ không? Cô hướng dẫn lại, chúng ta bắt đầu từ đây, chúng ta kéo đến hết âm cờ. Bây giờ cô sẽ ví dụ nha. Cô bắt đầu từ đây nè. Cô ví dụ lại. Cô bắt đầu từ đây.
Còn lại các con cố gắng viết cho nhuần nhuyễn và cho đẹp nhé. Bây giờ con sẽ hướng dẫn chúng ta viết tiếp. Âm o. Âm o. Các con nhìn nhé. Bắt đầu chúng ta viết từ đây, từ dấu mũi tên. Chúng ta kéo tròn âm o, kéo đến nối hết âm o luôn. Cô hướng dẫn lại. Chúng ta bắt đầu từ đây, dấu mũi tên quay như thế này. Chúng ta dùng người viết, chúng ta xoay theo. Đến khi nào hết âm o thì thôi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn nha. Cô sẽ viết nè. Đó. Chúng ta viết như vậy nè. Đến khi nào hết âm o luôn. Cô sẽ viết tiếp. Các con nhìn rõ không? Dưới đây còn hai dòng. Đây là âm cờ, cô sẽ viết nha cho các con nhìn rõ nè. Đó. Ở dưới đây là âm o, tương tự như cái hồi nãy cô hướng dẫn rồi đó, các con viết luôn. Các con nhìn rõ không? Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa nha. Âm cờ, cờ, cờ. O, o. Cờ, cờ. O, o. Các con ơi, bài học của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Bài 5 trang số 6. Các con nhớ nhấn nút đăng ký bên góc tay phải để nhận những bài học mới nhất từ cô nha. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những cái bài học lần sau.